máy kéo chim đây các bạn. Được rồi. Nó nhanh lại cái đây này, các bạn mới làm lại anh em ơi. Cũng mất bàn cho đi thôi. Đó, thì đã được. Con cua lượm lá đi. Ờ, đang kiếm quả rồi. Không bảo ghê lắm, con này giờ bảo ghê, tại sao cũng như chưa quen hay gì, cũng còn nó nước ha. Chưa quen máy rồi thì được Việt Nam. Có sự mưa hơi lớn anh em ơi. Rồi, đang mưa luôn các bạn ơi, lớn luôn rồi. Rồi, đang che, hơi nặng đầu ha. Cái tính cái con này cũng không nặng đầu về mấy con 95 đâu các bạn. 650 triệu rồi có cái máy này đời 2021 luôn, nãy tài xế nói mình gì đó bạn, đời này 2021 thì mình thấy nó cải tiến cái gần như cái bình dầu nữa vậy các bạn, còn mọi thứ thì mình cũng chưa có gần gì nó, nhưng mình cũng không biết đâu, mình cũng quay nó được vài chiếc vài lần thôi, được hai chiếc chỗ mình thì có hai chiếc rồi, lúc đó là mình quay cũng lâu lắm rồi, bây giờ quét quay nữa anh em, tại vì xuống đây đồng thứ lâu lâu gặp ảnh à, quay cho mọi người coi. Con số người cũng đang kiếm mua, cũng cần người biết con này nhiều đặng để mua xài đó các bạn ơi, thì con này mình nói thiệt là không có gành gì đâu anh em, nó chạy cái hàm nó tới hàm 93 thì nó tốc độ thì nó cũng chắc nó cũng ngang nữa hơn 93 chứ không thấp, không thấp hơn đâu các bạn ơi, thì nó đang chạy tới 88, con này thì nó giỡn là nó không gắn hàm 95 được, 93 có thể gắn hàm 95, còn con này thua anh em, hàm con này là chỉ chạy chết cái hàm của nó thôi. Thank you.
máy kéo chạy trên đê các bạn. Thì kìa, mình dám đi nhanh lại cái đê này, cô bé cũng mới làm lại anh em ơi, cũng mới ban cho đi thôi. Đó, thì đã chưa, cũng cua bẹo lum lá chứ không có ngay ngắn đâu các bạn. Con này chỗ cái bông cuốn lên băng tải nó thì nó ba cây hụt ló luôn các bạn ơi, còn 70, 60, 93 hình như có hai cây hơn anh em, 100 rồi cũng vậy, hình như mình nhớ là vậy. Còn cái này, con này tới ba cây nè các bạn. Rồi đang chiến các bạn ơi, tốc độ ghê lắm. Con này tốc độ ghê lắm, tài xế này cũng như chưa quen hay gì, cũng chạy còn nâng nương ha, quen máy rồi chạy gửi việc nha anh em. Chưa xài mình cũng chưa biết gì mấy nha. Rồi chào các bạn nha.